Ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Trà Đá X. Lại là tôi đây, rất vui là được gặp các bạn trong chủ đề lần này. Và tiếp theo chủ đề về động lực thị trường thì tôi xin chia sẻ với bạn video ngày hôm nay. Chủ đề đó chính là 3 sai lầm mà bất cứ trader mới nào cũng mắc phải. Ok, bắt đầu nào. Vậy thì tại sao tôi lại đến với chủ đề này? Vì tôi nhận được khá nhiều lời bình luận cũng như là các câu hỏi đến từ email của các bạn. Tôi phải nói chuyện rất là nhiều với các bạn trader thì tôi thấy đây là những cái lỗi mà hầu như mọi người đều mắc phải. Tại sao? Chẳng hạn như cái lỗi đầu tiên mà tôi muốn nhắc đến đó chính là cái lỗi dùng entry để giải quyết mọi vấn đề. Cái nguyên nhân xuất hiện cái lỗi này là do tôi thấy các bạn bảo là anh ơi, anh hướng dẫn cho em cách vào lệnh đi, hoặc là em rất là thích cách vào lệnh của anh vui lòng hướng dẫn cho em. Nhưng mà các bạn lại quên mất entry nó không được dùng để giải quyết mọi vấn đề. Và nếu bạn dùng entry để giải quyết mọi vấn đề, chẳng hạn như bạn đặt vào thị trường, bạn hỏi tôi bây giờ vào lệnh như thế nào, thì câu đó sai rồi. Vì phương pháp vào lệnh là một cái bước phải xếp là cuối cùng và phải nói là đơn giản nhất, và nó có rất nhiều cái phương pháp vào lệnh. Buộc bạn phải hiểu cái tính cách của bạn trước đã. Có người thì hợp với price action, có người thì hợp với indicator, có người thì hợp với động lực thị trường. Thì khi đó cái tính cách của bạn sẽ quyết định được cái entry, và bạn phải tự mình xem là cái entry nào nó hợp với bạn. Nhưng để làm được điều đó thì bạn không nên tiếp cận thị trường bằng cách là hỏi xem entry như thế nào thì đúng, entry như thế nào thì hợp, và đâu là chén thánh thị trường. Thật ra câu hỏi đó rất là sai. Tại sao? Tôi xin đi vào chi tiết như sau. Chẳng hạn các bạn đều học được về price action, chẳng hạn như engulfing. Engulfing là một cái nến, mình dịch ra tiếng Việt thì nó hơi không hay lắm, tức là nến nuốt, nến che phủ, nến bao lấy. Thôi thì mình cứ dùng cái từ tiếng Anh nhé. Thì nến engulfing thì có nhiều tài liệu với nhiều cái định nghĩa khác nhau. Thì theo cái kiến thức của tôi hiện tại thì tôi thấy đây là nến engulfing chẳng hạn. Đây cũng có thể là nến engulfing. Đây cũng có thể là nến engulfing này. Đấy, các bạn tạm chấp nhận cái nến này engulfing nhé. Vì tôi không muốn là đi đến cái phần tranh luận thế nào là engulfing hôm nay. Mà hãy dùng cái khái niệm của tôi để có thể nói được cái mong muốn mà tôi muốn truyền tải đến các bạn. Vậy chẳng hạn như một trader, hai trader đi, hai trader cùng sử dụng một phương pháp là engulfing, tức là hai trader cùng có một cái phương pháp entry như nhau, phương pháp vào lệnh như nhau, nhưng khác nhau ở điểm là hai người đó đều nhìn hai xu hướng khác nhau. Chẳng hạn như đây là một xu hướng lên rõ rệt, bạn không thể nào tranh cãi với tôi là đây là xu hướng lên hoặc là xu hướng xuống. Vì sao? Vì tôi đang nhìn nhìn vào một xu hướng lên, và tôi nói chuyện đây là giá đã xảy ra rồi, và tôi nhìn vào giá xảy ra rồi, nên các bạn phải ngầm hiểu với tôi đây là xu hướng lên nhé. Vậy thì nếu một anh chàng nào đó ảnh mua bằng phương pháp engulfing, đây engulfing, engulfing, engulfing và engulfing, nếu ảnh mua bằng engulfing thì các bạn nhìn xem lợi nhuận mà ảnh kiếm được là bao nhiêu. Rất nhiều, đây rất nhiều, đây rất nhiều, đúng như vậy không? Vậy nếu cũng một anh chàng ảnh sử dụng engulfing để mà ảnh vào lệnh, tuy nhiên cái điều mà ảnh làm là ngược lại, thay vì ảnh buy thì ảnh đi sell. Anh cho rằng đây một lần test và đây là hai lần test thì ảnh mới bắt đầu tìm lệnh bán ra trên thị trường. Đây tương tự như vậy, một lần test, hai lần test, ba lần và bốn lần. Sau bốn lần test thì xuất hiện một cái nến gần như là mạnh hơn cái engulfing nữa, chính là outside bar, thì nuốt lấy cái nến phía trước đó. Tương tự như vậy đây nữa, và sau khi ảnh vào lệnh sell xong thì thị trường tiếp tục di chuyển lên. Các bạn cũng thấy rõ là thị trường đã di chuyển lên. Vậy thì buộc ảnh phải cắt lỗ. Và ảnh cho rằng cái việc là sử dụng engulfing này nó sai sai hay sao á. Tự nhiên sao có người làm được mà mình làm không được. Nhưng các bạn nhìn xem, entry có phải là cái cốt lõi của vấn đề không? Không. Nếu bạn biết được thị trường sẽ tăng, bạn biết được và bạn dám đánh cược vào thị trường sẽ tăng, thì khi đó cái engulfing chỉ là một phương pháp để bạn vào lệnh, một lý do để bạn vào lệnh. Ngoài ra bạn còn có thể dùng nhiều cái lý do khác, chẳng hạn như là inside bar hoặc là bin bar hoặc là bất kỳ những cái phương pháp nào về price action. Đúng như vậy, nếu bạn biết xu hướng thị trường thì nó sẽ giải quyết cho bạn rất nhiều vấn đề, thay vì bởi việc bạn tập trung vào entry.
và bạn cứ 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 dồn hết cái nguồn lực cho mình phát triển một cái hệ thống engine đó mà bạn không hiểu được cái động lực thị trường sắp sửa đi lên chứ không phải là sắp sửa đi xuống. Ok, và cái sai lầm tiếp theo là cái sai lầm mà bạn cho rằng chỉ báo sẽ là công cụ giúp bạn giải quyết được mọi vấn đề. Chẳng hạn như tôi đang sử dụng là một cái đường MA50 Moving Average, đường chung đường xu hướng nha. Ok, 50 rồi mọi thứ ổn. Đây, tôi có một cái ví dụ cho bạn. Chẳng hạn như họ dùng một cái chỉ báo để họ xác định được là đâu là điểm vào lệnh, thì họ dùng, có rất nhiều người nhé, họ bảo là khi mà giá di chuyển lên hồi lại đường một đường chuyển động nào đó, một đường MA nào đó, thì bắt đầu họ sẽ mua vào, và ngược lại nếu mà giá di chuyển xuống và hồi lại đường MA thì họ sẽ bán ra. Tức là họ đang dồn hết những cái việc quyết định rằng thị trường đang lên hoặc xuống trong tương lai cho cái chỉ báo. Đây một ví dụ rất là điển hình, khi họ sell thì họ sẽ chờ giá vượt xuống, họ sell ở đây và họ sell xuống thành công, cũng như vậy họ chờ hồi về họ sell rất là thành công đúng không? Ở đây đây thì giá lên, giá tăng, giá quay về và họ buy rất là thành công. Vậy nếu cũng một loại thị trường này mà có một anh ảnh nhận định rằng ok vậy thì tôi thấy là thị trường đang tăng này, sau đó thị trường bán tháo này, thì tôi cho rằng ở đây nó có một cái vùng demand supply zone hay là một cái vùng cản thần thánh nào đó, thì lúc đó ảnh sẽ suy nghĩ trong đầu rằng đây là cái lần tạo ra cái vùng đó, đây là lần thứ nhì mà giá test lại cái vùng đó, vậy đây là lần thứ ba mà giá test lại cái vùng đó, vậy thì sau khi cái lần test này giá phản ứng rất là mạnh và vô hình chung giá bị đẩy lên vượt lên khỏi đường MA và ảnh bắt đầu ảnh mua tại đây cho rằng thị trường sẽ tiếp tục đi. Và sau khi ảnh dùng cái chỉ báo để giúp ảnh và phát hiện ra xu hướng tiếp theo của thị trường thì chuyện gì xảy ra? Thị trường lại cứ tiếp tục đi xuống. Vậy thì đâu là câu trả lời cho việc này? Câu trả lời là việc dùng chỉ báo để giúp bạn quyết định đâu là xu hướng của thị trường là một cái quyết định rất là sai lầm. Sai lầm thứ ba của trader đó chính là cho rằng mọi xu hướng của thị trường đều có giá trị ngang nhau. Như tôi đã cắt nghĩa trong rất nhiều video kỳ trước thì tôi xin nói lại một lần nữa trong video kỳ này. Đó chính là khi mà bạn có được một cái xu hướng. Đây là một xu hướng. Vậy thì xu hướng chúng ta dùng một cái định nghĩa mà rất nhiều người dùng, tôi cũng xin phép dùng lại, đó chính là bạn muốn có một xu hướng buộc bạn phải có ít nhất 4 điểm cấu tạo thành 3 đường và chúng ta có đỉnh đáy tăng dần. Chúng ta gọi đó là xu hướng tăng. Vậy thì chúng ta cũng có thể áp dụng cái ví dụ đó cho một cái xu hướng tiếp theo. Chúng ta sẽ nhìn thấy đây là một xu hướng tiếp theo. Nhưng nếu chúng ta nối lại những cái đỉnh đáy tăng dần thì chúng ta sẽ thấy được độ dốc của cái xu hướng bên phải nó có độ dốc cao hơn, và nếu chúng ta vẽ cái đường này thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ đường này dốc lên nhưng trong khi cái đường này nó di chuyển hơi ngang. Vì vậy chúng ta nhận định được rằng cái xu hướng bên tay phải này nó mạnh hơn tay trái. Đúng, điều đó là đúng. Nhưng tại sao và cái ứng dụng của nó để làm gì? Thì việc chúng ta dùng cái từ là xu hướng trong cái nghĩa chiết tự về tiếng Việt của mình, thì mình sẽ dùng cái từ là xu hướng, chính là xu hướng là thiên hướng của một cái sự vật hiện tượng nào đó đã xảy ra trong quá khứ. Hay nói cách khác, đối với biểu đồ giá, một khi chúng ta thấy xu hướng tăng thì chúng ta sẽ cho rằng thị trường sắp sửa sẽ tăng tiếp dựa vào những gì nó xảy ra trong quá khứ. Và đây là những gì xảy ra trong quá khứ, một xu hướng tăng mạnh. Nhưng bên trái là một xu hướng tăng yếu. Vậy thì cùng đến với hai khái niệm đó chính là xu hướng tăng. Nhưng giá trị sử dụng của hai xu hướng này là khác nhau. Câu trả lời nằm ở động lực của hai xu hướng này. Vì vậy cái sai lầm thứ ba là cái sai lầm mà nhiều trader mắc phải, cho rằng hai cái xu hướng này đều có giá trị sử dụng ngang nhau, hay nói cách khác rằng cho rằng mọi xu hướng đều có giá trị sử dụng ngang nhau. Đây là một điều rất là sai. Vậy thì đâu mới là cách tiếp cận đúng với thị trường? Cách tiếp cận đúng là các bạn phải hiểu được thị trường đã, hiểu thông qua việc đọc cấu trúc thị trường của nó. Thị trường luôn luôn tồn tại những xu hướng nào đó. Ở góc độ này, bạn sẽ thấy xu hướng giảm.
Ở góc độ này bạn sẽ thấy xu hướng tăng, ở góc độ này bạn sẽ thấy xu hướng giảm, và một lần nữa bạn sẽ thấy xu hướng tăng. Mọi cái xu hướng này nó kết hợp lại, nó tổng hòa thì bạn sẽ thấy được cấu trúc của thị trường. Và việc am hiểu về cấu trúc thị trường chính là cách mà bạn có thể đọc và hiểu được dữ liệu giá trong tương lai thông qua những cái gì nó đã xảy ra trong quá khứ. Ok, vậy là tôi vừa cắt nghĩa xong ba cái sai lầm rất lớn mà các trader mới thường mắc phải. Vậy thì làm thế nào để chúng ta tránh được ba sai lầm đó? Thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn từ cơ bản đến nâng cao thông qua phương pháp phân tích kỹ thuật. Phân tích kỹ thuật chính là nhìn toàn bộ dữ liệu giá thể hiện qua biểu đồ và chúng ta sẽ hiểu được thị trường đang làm gì. Ok, vậy thì video lần này đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy thích video lần này thì hãy đừng ngại like và subscribe cho mình nhé. Chúc các bạn một ngày giao dịch thật nhiều thành công. Xin chào và hẹn gặp lại video lần sau.